Huyện Phú Bình là địa phương được ví như chiếc cầu nối liền vùng đồng bằng Châu Thổ với miền núi non hiểm trở phía Bắc. Đây cũng là ngã ba của con đường giao thương với các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, thủ đô Hà Nội. Có mật độ dân cư đông đúc, bản sắc văn hóa đặc trưng ở đây là kết quả của sự giao thoa văn hóa giữa miền xuôi và miền ngược. Điều này còn được thể hiện rõ qua sự phong phú của tri thức văn hóa dân gian từ những câu đồng giao, phương ngôn vô cùng dí dỏm về các làng quê nơi vùng đất này. Chúng tôi đã từng có những cái nghiên cứu, ví dụ câu là khéo ăn làng tới, khéo nói Úc Kỳ, trù rì phương độ, sừng sộ Nga Mi, du không chịu đi là anh làng vạn, là ăn chơi có hạng là đất Phao Thành, thích được làm anh là thanh niên làng cả. Ví dụ thế, đấy là người ta muốn nói về một cái tính cách của những cái con người thuộc các vùng đất khác nhau ở Thái Nguyên. Tri thức dân gian qua nhiều thế hệ sáng tạo đã để lại và lưu truyền nhiều câu ca dao, phương ngôn, đồng dao nói về bản sắc văn hóa, bản sắc con người hay chỉ dẫn địa danh rất ấn tượng mỗi khi được nhắc đến. Cái câu là qua đu tới đuổm lên trào, rẽ qua phố ngữ thì vào chợ Chu. Đây là một cái câu gọi là một cái câu chỉ đường này, mà bằng văn vần rất là để dễ thuộc, dễ nhớ. Nó giúp ích rất nhiều khi mỏ bạch, khi sương rồng, khi phù liễn tự, khi đồng mộ am. Cái câu này là câu cửa miệng từ ngày xưa chứ không phải bây giờ mới có. Thế nhưng rõ ràng là những cái sinh hoạt tâm linh, nó thể hiện cái đời sống tâm linh này, nó rất là sôi động, rất là rộn rịp. Giao thoa văn hóa là rất rõ ràng. Câu phương ngôn hoặc là những câu ca dao tục ngữ mới xuất hiện trong cái thời kỳ người ta hội tụ đến đây thì người ta mới thấy, ví dụ như là những câu như là lử khử chẳng đại từ cũng bỏ nhai chẳng hạn, thì cái câu ấy thì là cái sau này những cái thì nó mới có từ thời kỳ chống Pháp này. Cái nói lên cái những cái vùng miền ấy là nó hay bị bệnh sốt rét, sức khỏe con người nó cũng không được tốt lắm. Tri thức văn hóa dân gian không phải là bất biến mà chịu tác động rất lớn bởi thời gian, cũng như thường xuyên có sự tiếp biến, thay đổi phù hợp với thời đại mới. Trong quá trình đào thải, theo quy luật, những cái gì là căn cốt tốt đẹp nhất sẽ được giữ lại. Cái trí tuệ dân gian ấy nó vẫn tồn tại và luôn phát triển. Nó chỉ được cải tiến đi và nó được nó phù hợp với đời sống thực tiễn. Ví dụ câu đẹp gái sinh trai không ngờ võ nhai cũng ở đại từ, thì những câu đấy thì hiện nay cũng rất là nhiều. Mình nghĩ rằng là nó sẽ lưu giữ được những cái đã có và sẽ phát huy được, sẽ phát triển thêm những cái mà nhu cầu cuộc sống nó đòi hỏi. Văn hóa dân gian là cả một bầu trời tri thức, tình cảm, cách nghĩ, cách làm, cách sống thú vị của cộng đồng. Để bảo tồn và gìn giữ, chủ thể quan trọng nhất vẫn chính là mỗi người dân. Khi văn hóa dân gian đi vào cuộc sống và được ứng dụng trong các lĩnh vực nghệ thuật, làm cho chất truyền thống hòa vào nhau thành một dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa dân tộc. Cùng với mạch sống dân gian lắng trong tiềm thức, kho tàng quý báu này sẽ đi vào đời sống tâm thức thành các giá trị văn hóa lưu truyền, góp phần bồi đắp vào chuẩn mực cho cách hành xử tốt đẹp của con người.